Trong vòng 2 tháng tới, người dân 6 tỉnh Tây Bắc đi cắp treo Fansipan Sapa sẽ được ưu đãi giảm giá đặc biệt. Người mua vé chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc bản sao hộ khẩu hoặc giấy khai sinh. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 31 tháng 8, người dân tại các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên sẽ được giảm giá với mức 400.000 đồng một người lớn và 250.000 đồng với trẻ em cao từ 1m tới 1m3. Miễn phí cho trẻ em dưới 1m áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Người lớn thì chỉ cần xuất trình chứng minh thư khi mua, còn trẻ em chỉ cần có bản photo hộ khẩu hoặc giấy khai sinh với đăng ký nơi sinh tại 6 tỉnh trên. Việc giảm giá vé giúp tạo thêm nhiều cơ hội cho nhân dân vùng cao Tây Bắc chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng hệ thống cắp treo Fansipan, tuyến cắp treo đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới cáp treo 3 giây có độ tranh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới và cáp treo 3 giây dài nhất thế giới.